Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân của huyện Thủy Nguyên nói chung và xã Gia Đức nói riêng, đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thủy Nguyên quật khởi 25 tháng 10 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập xã Gia Đức 25 tháng 8. Sáng ngày 19 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Gia Đức, Ban quản lý di tích lịch sử kháng chiến đình chùa Làng Giá xã Gia Đức long trọng tổ chức lễ khởi công tu bổ tôn tạo đình Làng Giá. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số phòng ban ngành của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đại diện các công ty doanh nghiệp trên địa bàn và đông đảo nhân dân trong làng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và đại diện công ty trên địa bàn đã tặng hoa chúc mừng buổi lễ. Đình Làng Giá được xây dựng vào thế kỷ 17, trùng tu vào thời vua Thành Thái 1889-1907. Theo bản khai thần tích năm 1938, đình thờ hai vị thành hoàng, một vị tên hiệu là Phả Minh Đại Vương và một vị tên hiệu là Đức Thánh Đệ Nhị. Cả hai vị được thờ bằng bài vị để trong long ngai có mũ, đai, hia bằng giấy, nhưng không rõ sự tích, ngày sinh, ngày hóa, ngày hiển thánh và công đức. Trước năm 1938, đình còn giữ được hai đạo sắc phong cho Đức Phả Minh Đại Vương. Ngoài ra, đình Làng Giá còn có ngai thờ của bốn dòng họ lớn của xã Gia Đức, là hậu khai sáng ra vùng đất Gia Đức ngày nay. Trải qua bao biến cố thăng trầm của thời gian, đến nay ngôi đình Làng Giá đã xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Thể theo nguyện vọng của toàn thể nhân dân trong xã, muốn xây dựng một ngôi đình làng khang trang, nằm nơi thờ tự thành hoàng và các bậc tiền nhân, nơi hội tụ tình đoàn kết cộng đồng và cũng là niềm tự hào, là tài sản lưu truyền cho thế hệ con cháu mai sau. Được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân thành phố cho phép xây dựng trùng tu tôn tạo di tích đình Làng Giá với các hạng mục tu bổ tôn tạo đại đình, nghi môn, lầu hóa sớ, nhà khách, sân vườn, tường bao. Tổng trị giá đầu tư xây dựng các hạng mục khoảng 6,7 tỷ đồng, trong đó thành phố công trợ 300 triệu đồng, số còn lại là nguồn xã hội hóa. Thời gian thực hiện năm 2023 và năm 2024. Trong năm 2023, sẽ tiến hành xây dựng ngôi đại đình với diện tích khoảng 130 m², kinh phí xây dựng trên 2,3 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. Được sự quan tâm của các cấp, dự án tu bổ tôn tạo di tích đình Làng Giá đã được phê duyệt nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân về nơi thờ tự, sinh hoạt tín ngưỡng được khang trang hơn, đẹp hơn, đảm bảo đúng luật di sản. Tại buổi lễ, đại diện một số công ty doanh nghiệp trên địa bàn đã trao kinh phí cung tiến kinh phí để tu bổ tôn tạo di tích đình Làng Giá, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Khắc Hưng, Chủ tịch Ủy ban dân xã đề nghị các đơn vị thi công, giám sát thi công, ban giám sát cần chủ động phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ để công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, với hồ sơ thiết kế kiến trúc của ngôi đình, cấp ủy chính quyền địa phương rất mong và kêu gọi các nhà hảo tâm và các vị mạnh thường quân với tấm lòng tín tâm và hảo tâm tiếp tục phát tâm ủng hộ để sớm hoàn thành công trình tái thiết tu bổ xây dựng ngôi đình Làng Giá với thời gian nhanh nhất. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, nhân dân địa phương rất phấn khởi, nguyện đem hết tinh thần trách nhiệm tham gia cùng đơn vị thi công để tu bổ tôn tạo hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo kiến trúc truyền thống, đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di tích và nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, để đình làng mãi là nơi ước nguyện cho những điều tốt đẹp nhất, tiếp nối cội nguồn lịch sử, gìn giữ những nét đẹp văn hóa tâm linh, đảm bảo gìn giữ được ngôi đình làng, tài sản kiến trúc nghệ thuật vô giá mà ông cha để lại cho muôn đời sau.